Vâng, xin chào tất cả anh em. Chúng ta sẽ cùng đến với nội dung đầu tiên trong thử thách học tập 7 ngày thiết kế điện mặt trời hòa lưới. Và ở đây thì chúng ta sẽ có một cái phần tài liệu mà Solar 24 giờ team đã soạn ra cho anh em. Thì khi mà chúng ta đi khảo sát, nhất là những người mới, chúng ta sẽ gặp những sai sót. Anh em Solar 4 giờ có liệt kê ra đây cho mọi người. Thì ví dụ như là cái lỗi mà kinh điển nhất, đó là chúng ta không đem theo dụng cụ khảo sát. Vâng, cái này thì chắc chắn là không thể nào mà khảo sát được rồi. Anh em đi, cái này giống như là anh em đi cày mà chúng ta lại không mang cày vậy. Không mang cuốc, không mang xẻng, đi làm mà tay không thì chắc chắn là không làm gì được. Cũng giống y như ra chiến trường mà chúng ta không cầm súng đạn thì chắc chắn là chỉ có chết mà thôi. Cái lỗi đầu tiên, mà cái lỗi này thì thông thường là rất khá là hiếm khi gặp. Tuy nhiên vẫn còn một số anh em là do chúng ta quá chủ quan, hoặc là chúng ta có thể bất chợt quên đi đó, thì thật sự khi mà tới nơi không có dụng cụ khảo sát, chúng ta sẽ không thể nào mà khảo sát được. Rồi cái phần thứ hai mà anh em trong team thấy những người mới thường hay mắc nhất, đó là không hỏi trước khách hàng là có cái đường lên máy hay không. Đó, rất là nhiều trường hợp khi chúng ta tới nhà khách hàng rồi, tư vấn rất là nhiều rồi, nhưng mà khi họ là anh cho em lên máy, em xem cái mái nhà mình thế nào anh nhỉ, thì họ lại nói ở chết quên, anh lại nhà anh lại không có đường lên máy. Đó, trong trường hợp này chúng ta sẽ xử lý như thế nào? Các bạn phải dự phòng trước, chúng ta nên gọi điện cho khách hàng và hỏi là nhà anh có đường lên mái không? Nếu không có vị trí lên thì em mang thang tới, có chỗ nào em có thể lên được không? Hoặc là có cái nhà nào, người nhà xung quanh anh mà người ta có thể lên mái và cho em đi kéo qua chỗ nhà anh được không? Hãy lên những phương án dự phòng trước khi đi khảo sát. Tránh trường hợp tới nơi và bạn biết được cái quan trọng nhất là lên mái nhà chúng ta lại không làm được, thì đó là một điều rất là đáng trách. Rồi cái thứ ba đó là không đem theo giấy bút để lưu thông tin. Cái này chúng ta có thể thay thế bằng smartphone. Tuy nhiên theo kinh nghiệm cho thấy, khi anh em đi khảo sát, chúng ta nên và rất cần giấy bút để anh em ghi chú là những thông tin về việc khảo sát, như là kích thước này, như là chúng ta vẽ sơ đồ mặt bằng này, chúng ta ghi chú lại những vấn đề về điểm hòa lưới này, vị trí đặt inverter, và kết hợp với những cái hình ảnh mà chúng ta chụp trong điện thoại, thì đó sẽ là nguồn dữ liệu cực kỳ quan trọng cho các anh em thiết kế ở khâu phía sau. Rồi cái bước tiếp theo đó là vấn đề lưu thông xe vận chuyển hàng. Thật ra trường hợp này khá hiếm gặp, tuy nhiên khi gặp thì cũng khá là vất vả cho những anh em. Ở vấn đề đó là một số khung đường thì người ta sẽ giới hạn cái giờ mà ra vào của các loại xe tải, và trong cái quá trình mà chúng ta vận chuyển hàng tấm pin và inverter, chúng ta sẽ cần đi một cái xe trọng tải lớn, và khi vào đường nhà khách hàng thì lại bị cấm tải không cho đi. Đó là một cái vấn đề cũng khá là nhức nhối. Thậm chí là trong một số dự án lớn, chúng ta sẽ phải xem xét cái giờ phù hợp để có thể chuyển hàng vào. Tránh trường hợp là đang đi mà bị bắt nữa thì đúng là không có hay chút nào, đúng không anh em? Và cái bước tiếp theo đó là vận chuyển hàng. Khi chúng ta đưa tới thì inverter để đâu này, tấm pin sẽ có vị trí nào để sẵn chưa? Và một điều cực kỳ quan trọng đó là phương án nào để anh em đưa tấm pin và inverter lên trên mái nhà của khách hàng. Đi ở trong thang bộ nhà khách hàng được không, hay chúng ta phải làm một cái tời bên ngoài để kéo tấm pin lên. Thì anh em khi đi khảo sát, chúng ta phải nắm sẵn vấn đề đó, để cho khi về thiết kế và khách hàng chốt rồi thì chúng ta đã có sẵn phương án để đi vào bước thi công. Rồi vấn đề tiếp theo, cái này rất hay gặp, đó là anh em khi tới khảo sát, chúng ta không có vững, mà chúng ta không giải thích cho khách hàng
cũng như là chốt với khách hàng về vấn đề lắp đặt inverter, tủ điện ở vị trí nào. Và có thể chưa nói tới inverter và tủ điện mà ngay chính tấm pin nhé. Ngay chính tấm pin, ví dụ máy nhà của khách hàng có rất là nhiều máy khác nhau. Thì mặc dù anh em có thể là bạn về bạn không thiết kế, bạn giao lại cho đội thiết kế làm riêng. Tuy nhiên anh em cũng cần có những cái kiến thức sơ bộ để khi đến nhà khách hàng, mình sẽ nói là nơi anh lắp hướng này và phương án lắp là như thế nào, bao nhiêu tấm. Đó, bạn phải đưa trước ra và bạn phải nói cho khách hàng họ hiểu được vấn đề là tấm pin lắp ở đây sẽ là tốt nhất, inverter anh lắp ở đây là tốt nhất, và điểm đấu nối hòa lưới ở đây là chuẩn nhất. Chúng ta cần hướng khách hàng tới những giá trị tốt nhất mà chúng ta có thể đem lại, và quan trọng nhất là phải chốt được với khách hàng. Tránh trường hợp mình ví dụ đã khảo sát rồi, thiết kế rồi, rất là chỉnh chu đưa tới cho khách hàng, họ ok, họ lắp đặt, và sau đó thì họ lại thay đổi ý. Sau đó họ thay đổi ý, họ nói ôi inverter giờ không lắp đây nữa, lắp dưới. Mà khi các bạn biết là inverter khi mà thay đổi vị trí nó sẽ kèm theo rất là nhiều vấn đề, mà cái vấn đề lớn nhất đó là dây dẫn. Và nếu mà người ta đưa gần lại hoặc đưa xa ra, nó sẽ có một phần vô chi phí, và đó là điều chúng ta không mong muốn chút nào. Vì khi đã vô chi phí, chúng ta phải phân định là bên anh chịu bao nhiêu, bên em chịu bao nhiêu, khá là phức tạp. Nên một điều mà mình và các anh em trong số live 4 giờ luôn khuyên mọi người, khi đi nói chuyện với khách hàng mình phải chốt được những vấn đề đó, để dễ cho mình và dễ cho chính khách hàng sau này trong quá trình lắp đặt và vận hành hệ thống. Rồi, cái bước tiếp theo nó cũng là ăn theo cái ý phía trước, đó là không lên phương án đi dây trước cho khách hàng. Cái này là một bất tiện. Mình ví dụ trong trường hợp mà khách hàng đang xây nhà, ví dụ nhé, khách hàng đang xây nhà và họ đang làm hệ thống điện, bạn tới bạn khảo sát rất là ngon lành, lên đo đạt kích thước đầy đủ nhưng lại thiếu phương án đi dây, thì tới khi mà mình tới mình lắp đặt á, họ đã đi làm nhà xong hết rồi, điện họ đi đủ hết rồi, họ không chừa cho mình đường dây nào hết, họ không đi sẵn dây cho mình. Như vậy cái khó của mình là mình làm sau và mình lại không báo trước cho anh để anh chừa dây ra, hoặc là những cái vị trí nào dây sẽ đi tới. Mình có thể nhờ đội họ đang làm điện cho nhà khách hàng họ làm sẵn cho mình luôn và nói trước với khách hàng luôn để họ chuẩn bị. Đến khi mà họ làm xong rồi mình tới, bạn bắt đầu bắt những cái ống khác, nó không còn âm tường nữa mà đi đổi ngoài thì trông rất là kỳ, và khách hàng người ta sẽ mất cái thiện cảm với mình, nên mình cần chủ động, mình có phương án đi dây trước. Thứ nhất là trao đổi với khách hàng, em đi dây ở đây thì em thấy là tốt nhất, nhưng anh có cần điều chỉnh gì nữa không, có cần phải giấu dây không. Và còn trong trường hợp nhà khách hàng đang xây thì bạn chủ động và nói luôn, anh đang xây vậy thì anh ơi, anh cho em xin một cái đường dây lên đây nữa mà đi ắn đi đi cái ống sẵn cho em luôn đó, để khi em lắp đặt hệ thống nó sẽ thực chất là cũng đẹp cho nhà anh thôi đó, thì như vậy nó sẽ tốt hơn cho bạn. Rồi phương án, cái vấn đề cuối cùng đó là không lên phương án dàn khung sơ bộ cho khách hàng. Trường hợp này thì cũng cũng có một số anh em gặp, đó là khi mà chúng ta tới khảo sát nhà khách hàng, những cái phần kết cấu mái nó tốt thì không sao, tuy nhiên có một số nhà mà mình nói có thể là nó hơi hơi cũ rồi thì cái kết cấu mái nó không còn vững nữa, nên sau khi mà bạn khảo sát về bạn lại không nói trước với khách hàng phương án, và tới lúc mà chúng ta đưa ra cái phương án cho khách hàng thì ví dụ như là lắp dàn khung sắt ở trên đó chẳng hạn, cái khách hàng nói ô nặng thế này thì làm sao mà Sài Gòn nhà tôi chịu được, đó là bạn lại phải sắp bắt sang bang chạy qua nhà khách hàng để nghiên cứu lại có phương án khác là làm được không. Đó thì nó rất là mất thời gian, nên anh em cố gắng đưa ra phương án dàn khung trước và
cho khách hàng có một cái mường tượng mình sẽ làm gì, mình sẽ lắp đặt như thế nào, để khách hàng họ họ có thể hình dung trước và họ 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 nhìn nhận về hệ thống này nó có phù hợp không, và tránh trường hợp chúng ta khảo sát về và không giao đổi với khách hàng, giống như là cứ tới lấy thông tin và về thôi. Thì cái lúc mà mình đưa ra phương án là nó sẽ bị lệch rất là nhiều so với ý của khách hàng, và việc điều chỉnh lại rất là mất thời gian. Tốt nhất là khi tới nhà khách hàng khảo sát, anh em cần gặp khách hàng, điều đầu tiên là mình cần trao đổi với họ, là anh ơi hệ thống như thế nào, anh có vấn đề gì thắc mắc hay không. Rồi tiếp theo chúng ta lên khảo sát mặt bằng, rồi khảo sát các vị trí thì mình cũng nói với khách hàng luôn, trong quá trình khảo sát trò chuyện với khách hàng, để họ có thể để nắm được cái tình hình chung khi mà chúng ta chuẩn bị thiết kế cũng như là xa hơn là lắp đặt hệ thống cho khách hàng. Thì đó là một trong những yếu tố cực kỳ quan trọng, anh em nên lưu ý điểm này. Những anh em cũ thì chắc chắn đã trải qua rồi, riêng những anh em mới hoặc là các bạn sinh viên khi mới ra trường thì các bạn nên nên nằm lòng những cái điểm này, để trong quá trình chúng ta làm việc nó sẽ tốt hơn, tránh được những cái bỡ ngỡ ban đầu khi mà thiếu kinh nghiệm, chúng ta chưa được va chạm nhiều. Thì đây là những thông tin cực kỳ quan trọng. Và cái mục tiêu của việc khảo sát, khi làm bất cứ việc gì các bạn cũng phải có mục tiêu. Khi đội tuyển Việt Nam vào sân đá bóng, mục tiêu là chiến thắng đối thủ, mục tiêu là ghi bàn vào lưới đối thủ. Và việc chúng ta khảo sát mục tiêu cuối cùng là thu thập đủ thông tin rõ ràng, chính xác để làm gì các bạn? Để phục vụ cho việc thiết kế và lắp đặt hệ thống. Thiết kế và lắp đặt hệ thống nên nhớ khảo sát một lần, tối đa là 2 lần, mà bạn đến lần thứ hai rồi đấy thì khách hàng họ có ấn tượng xấu, họ nói rằng anh này làm việc không chuyên nghiệp. Khảo sát một lần chưa đủ, khảo sát 2 lần họ sẽ đánh giá liền, nên nên là bạn khảo sát phải cần kỹ, rõ ràng, chính xác và đầy đủ. Tránh trường hợp là khi đã khảo sát về rồi đưa cho bộ phận thiết kế thì họ lại nói ồ chết rồi anh ơi, chỗ này thiếu, xong và bạn bắt đầu cái bài mình hay gọi là bài đoán và bài tưởng tượng. Bài đoán và bài tưởng tượng như sau: anh ơi, cái của em ơi, em khảo sát cái này về thì nó biết cái mái tôn này nó mấy sóng nhỉ, hoặc là cái mái tôn này nó phía dưới nó là xà gồ gì nhỉ, và bạn bắt đầu tưởng tượng bạn nói ra, thì nó có thể giúp bạn thoát được khỏi thời điểm đó, nhưng nó là cực kỳ rủi ro khi mà chúng ta đưa toàn bộ thiết bị tới và lắp đặt ở nhà khách hàng. Bạn có thể nói qua lúc đó, nhưng trong quá trình mà thi công gặp phải những cái điều mà không giống như tính toán thiết kế mà các bạn đoán thì rất nguy hiểm. Ví dụ như xà gồ sắt, bạn kêu xà gồ sắt nhưng mà tới hồi chúng ta đến triển khai hệ thống thì xà gồ mái của nhà khách hàng là xà gồ gỗ, nó rất là bất cập, nên chúng ta cần chú ý. Thì một số điểm mà quan trọng, có thể còn nhiều điểm khác, nhưng mà ở đây thì Solar 4 giờ chia sẻ cho anh em những cái điểm mà nó là cơ bản nhất thôi. Thì khi chúng ta đi khảo sát, chúng ta cần thu thập, thứ nhất là vị trí lắp đặt. Vị trí lắp đặt ở đây bao gồm vị trí của nhà khách hàng ở khu vực nào, tỉnh thành nào, đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai là vị trí lắp đặt của các tấm pin, vị trí lắp đặt của các tấm pin thông thường chắc chắn là trên mái rồi, hoặc một số nhà khách hàng họ sẽ lắp đặt ở trên mặt đất, trong trường hợp đất nhà họ rộng và xung quanh không có các tòa nhà lớn có khả năng gây đổ bóng lên khu vực đó. Đó. Và kích thước khu vực lắp đặt các vật thể cao có khả năng gây đổ bóng lên vị trí lắp đặt. Thì hai cái điều rất quan trọng, vì kích thước khu vực lắp đặt nó quyết định tới cái số lượng tấm pin lắp đặt. Quyết định số lượng tấm pin lắp đặt. Và cái này cần cần rất chính xác trên các mặt bằng sàn bê tông hoặc mái ngói và mái tôn. Nguyên nhân bạn chỉ đo sai ví dụ là khoảng 20-30 xăng thôi,
các bạn đo ẩu thì khi về thiết kế trên phần mềm dựa trên những số liệu đã đo, tấm pin đặt vừa rất đẹp, nhưng khi ra lắp đặt hệ thống thì nó lại dư ra 20-30 phân và trông rất là mất thẩm mỹ chẳng hạn. Và có một số trường hợp là khách hàng họ khó tính, họ nhìn từ dưới họ trông lên mái nhà, họ thấy lòi một cạnh tấm pin ra là họ không chịu. Chúng ta nên nên là cái kích thước là cực kỳ quan trọng, phải lấy cực kỳ chính xác để anh em có dữ liệu thiết kế cho nó phù hợp. Rồi, và các vật thể có khả năng gây độ bóng bên vị trí lắp đặt. Ok, về mặt định tính, theo kinh nghiệm thì những vật thể nằm ở hướng đông này, hướng tây này và hướng nam, nhất là hướng nam là anh em cần phải ghi chú lại cụ thể nó nằm ở vị trí nào, cái thứ hai là cao độ của nó là bao nhiêu. Thì mục đích là thu thập con số này về sử dụng những phần mềm ví dụ như PVSIP này đó, để chúng ta mô phỏng là cái bóng nó sẽ gây ảnh hưởng lên thế nào, cho hệ thống ảnh hưởng đến hiệu suất phát điện như thế nào đó. Và quan trọng hơn, quan trọng nhất là việc đổ bóng như vậy thì liệu khách hàng họ có chấp nhận để lắp đặt hệ thống hay không, nó có thực sự hiệu quả cho khách hàng hay không. Rồi, ok, tiếp theo là vị trí đấu nối hòa lưới. Nó sẽ có hai điểm. Thứ nhất, nếu trong những tòa nhà cao tầng, thông thường chúng ta sẽ lấy tầng gần nhất, và nối vào tủ đóng cắt chính của tầng. Ok, còn trong những trường hợp nhà dân nhỏ thôi thì đôi lúc những hệ thống ta lắp đặt nó sẽ có dòng lớn hơn so với dòng tải của dây dẫn chính ở trong nhà, thì lúc này anh em phải đấu trực tiếp vào vị trí đồng hồ. Đó, chúng ta cần đấu trực tiếp vào vị trí đồng hồ. Trong trường hợp mà dây chính của tòa nhà tải không đủ dòng của inverter, tránh tránh đấu nối tại tầng gần nhất, vì khi dòng điện chạy qua dây dẫn mà dây dẫn chịu không được thì một thời gian sau nó sẽ chạy ra hiện tượng là nó bị hư hỏng lớp cách điện, và tệ hơn là gây cháy, và tệ hơn nữa là gây hỏa hoạn và tử vong. Đó. Rồi, vị trí lắp đặt inverter. Một số lưu ý như thế này dành cho tất cả mọi người. Thứ nhất, vị trí lắp đặt inverter không nên đặt ở các khu vực có nắng chiếu vào nhiều. Rất nhiều anh em nói ồ, inverter rất là bền, inverter IP6768 hay 69 gì đó. Thì thật sự dù cái vật có bền tới cỡ nào, nhưng về bản chất inverter nó là thiết bị điện tử ở bên trong, thì khi đặt có ánh sáng mặt trời chiếu trực tiếp vào nó sẽ gây nóng inverter. Bản thân inverter hoạt động đã nóng rồi mà khi có ánh sáng mặt trời chiếu vào nữa thì cái lượng nhiệt ở trong inverter tăng lên, nó sẽ làm giảm rất nhanh tuổi thọ của các linh kiện điện tử bên trong inverter. Và cái thứ hai là cũng tránh các khu vực mà có mưa hắt vào quá nhiều. Thông thường inverter nếu lắp đặt ở ngoài trời thì cần có các cái mái che, có thể làm bằng mica hoặc là bằng tôn này đó, vân vân và vân vân. Tránh để inverter thấm nước nhiều. Vì về bản chất thì đúng IP6768, 67 thì nó chống nước cũng khá là tốt. Tuy nhiên, việc mà có quá nhiều nước đọng xung quanh hoặc là bám lên inverter sẽ gây ra ẩm, và cái ẩm đó không sớm thì muộn nó cũng sẽ qua các cái cổng kết nối, hoặc là một thời gian nó sẽ bám vào và làm mòn dần các cái chi tiết của inverter. Đó là hai lưu ý các bạn khi đặt inverter, đó là tránh nắng tránh mưa. Và thêm một lưu ý nữa đó là tránh các khu vực mà diện tích lắp đặt quá nhỏ. Mình ví dụ tránh lắp đặt inverter bên trong tủ điện. Trong tủ điện có diện tích khá là nhỏ như vậy thì inverter nó sẽ không được giải nhiệt tốt. Và khi không được giải nhiệt tốt thì inverter sẽ giảm tuổi thọ rất nhanh.
Đồng thời, khi tăng đến ngưỡng nhiệt nhất định thì inverter nó sẽ tự cắt dần, nó sẽ tự cắt cái đoạn công suất. Ví dụ như dàn pin vào 5 kg nhưng inverter nóng quá nó chỉ chạy được 4,5 kg thôi. Đó là ba lưu ý: tránh mưa, tránh nắng và tránh các khu vực có diện tích lắp đặt quá nhỏ, ví dụ như trong tủ điện hoặc là các khu vực góc hành lang mà có đặt quá nhiều thiết bị ở gần inverter, làm cho inverter giải nhiệt không tốt. Rồi, tiếp theo là các yêu cầu đặc biệt về bảo vệ máy phát. Trường hợp này thường sử dụng trong các tòa nhà lớn, đặc biệt là các khu vực mà nằm ở cấp độ bảo vệ. Thông thường khi mà mất điện, mình ví dụ như bệnh viện đi, thì họ sẽ ngay lập tức có máy phát dự phòng. Và thực ra máy phát dự phòng là trong trường hợp xấu nhất rồi. Còn thông thường thì họ sẽ có ít nhất là hai nguồn. Hai nguồn thì nếu nguồn này mất thì vẫn còn một nguồn khác từ lưới vào để đảm bảo hoạt động. Thì trong trường hợp mà cả hai nguồn mất thì máy phát nó sẽ hoạt động. Và khi máy phát hoạt động ban đêm thì không sao. Tuy nhiên ban ngày khi hệ thống điện mặt trời đang hoạt động, việc hai hệ thống này hoạt động song song với nhau thì sẽ dễ dẫn đến trường hợp như sau. Khi mà tải tiêu thụ lượng điện thấp, máy phát các bạn vẫn chạy. Tuy nhiên lúc này hệ thống điện mặt trời tạo ra năng lượng quá lớn, tải tiêu thụ không hết, nó sẽ bắt đầu đẩy xuống các cấp dưới, bao gồm đầu tiên sẽ là máy phát và sau đó là ra lưới. Và nếu khi nó đẩy vào trong máy phát, nó sẽ xảy ra hiện tượng gọi là máy phát điện mà nó trả ngược nguồn công suất về, thì lúc này nó sẽ phá hỏng máy phát của các bạn. Nên khi mà chúng ta đi khảo sát các khu vực mà các bạn cần phải hỏi họ, là nhất là những khu vực tòa nhà này, bệnh viện này, các khu vực hành chính chẳng hạn, thì chúng ta nên lưu ý hỏi họ là về máy phát điện, vị trí ở đâu, công suất bao nhiêu. Đây là điều cực kỳ quan trọng nha các bạn. Để chúng ta có phương án, tức là phương án ở đây khi máy phát điện hoạt động thì chúng ta sẽ có một CB kèm theo bộ phận cuộn ngắt. Khi máy phát hoạt động thì sẽ truyền tín hiệu tới cuộn ngắt để nó mở CB của hệ thống điện mặt trời ra. Lúc này hệ thống điện mặt trời ngưng hoạt động. Đó là nguyên lý của cái việc bảo vệ máy phát. Rồi, các lưu ý về vận chuyển hàng hóa thì mình cũng đã nói với anh em rồi. Đó là khi khi mà vận chuyển hàng hóa, cái khu vực đường xa đó, họ liệu họ có bị cấm tải vào những khung giờ nào hay không, chúng ta cũng cần tìm hiểu. Và một điều quan trọng là cái khu vực mà sẽ lưu trữ tấm pin nó ở đâu, tránh trường hợp là với những cái dự án lớn mà lượng pin và lượng inverter về nhiều mà bạn không có kho bãi, không có vị trí đặt, thì nó xảy ra hai cái. Cái thứ nhất là hàng để ở ngoài trời rất không tốt, vừa ảnh hưởng thời tiết, thứ hai là khả năng trộm cắp cao. Và cái thứ hai, khi đưa đưa xuống mà không có vực kho bãi vậy thì việc quản lý nó sẽ rất là phức tạp, gây mất lòng từ khách hàng cho tới chủ đầu tư và chính bản thân các anh em làm trong ngành điện mặt trời. Như chúng ta cũng là những người phải chịu ảnh hưởng khi mà khách hàng than phiền, khi mà khách hàng phản hồi không tốt. Đó, chúng ta cần lưu ý cái điểm này về vận chuyển hàng hóa. Hàng hóa sẽ về đặt ở đâu, cách vận chuyển lên vị trí lắp đặt cần phải rõ ràng. Rồi, ok. Bên cạnh đó, khảo sát không có nghĩa là đi tới và vẽ nha, vẽ các cái bản vẽ sơ bộ, ghi nhận các vị trí lắp đặt và đi về. Không. Nên nhớ chúng ta làm trong ngành này mục đích là đem lại giá trị cho khách hàng. Và cách mà đem giá trị cho họ là phải giúp khách hàng hiểu tại sao lại gọi điện mặt trời là giá trị. Và hệ thống đang giúp điều gì cho khách hàng. Thì muốn làm được điều đó, chúng ta cần phải nói chuyện với họ. Và chúng ta cần phải tư vấn cho họ. Chúng ta cần giải đáp những khúc mắc mà khách hàng đang
đang tồn tại trong đầu của khách hàng. Đó, đó có thể là về cách thức hoạt động của hệ thống này. Đó có thể là vị trí lắp đặt các thiết bị, phương án dàn khung, điều chỉnh theo yêu cầu khách hàng nếu cần thiết. Anh em cực kỳ lưu ý điều này. Có nhiều anh khách hàng thì họ rất là dễ tính, mình nói sao thì họ sẽ nói ồ anh cứ làm như vậy, anh thấy tốt thì anh làm. Đó là những khách hàng rất dễ tính, và trên cuộc đời thì không phải ai cũng dễ cả, sẽ có những người rất dễ và cũng sẽ có những người rất khó, thì chúng ta cần phải điều chỉnh theo yêu cầu khách hàng và theo cái tính cách của khách hàng nữa. Ví dụ họ khó tính quá thì ok, em có thể chỉnh qua đây cho anh thấy như thế nào đó. Và những người khó tính như bạn, bạn có một số điều các bạn cần phải nói rõ nhé, nói rõ cho họ để trong quá trình thi công thì đỡ mất lòng nhau, đỡ mất lòng mình, đỡ mất lòng khách. Và cuối cùng là cái phần mà giải đáp thắc mắc về hệ thống đó, thì thông thường là sẽ nó sẽ diễn ra trong cái ngày mà các bạn hòa lưới đó, thì cái ngày mà chúng ta hòa lưới cài đặt giám sát từ xa cho hệ thống cho khách hàng thì cũng nên giải trình một số cái, ví dụ như là nơi cái hệ thống này chúng ta có thể qua theo dõi giám sát trên điện thoại này, phần mềm này nó thể hiện như thế nào, rồi chỉ cho khách hàng cái hệ thống nó sẽ hoạt động ra sao, bao nhiêu ký này đó. Và chúng ta nên chủ động hỏi, chủ động hướng dẫn khách hàng. Và theo quan niệm của những anh em Solar 4 giờ thì quá trình khảo sát là quá trình chúng ta đến và nói chuyện với khách hàng. Chúng ta tư vấn cho họ, chúng ta dẫn dắt họ, chúng ta truyền một cái chúng ta gọi là một cái giá trị thực sự đến cho khách hàng, chứ không phải khách hàng gọi tới khảo sát chỉ là khảo sát. Khảo sát mà tới khảo sát là quá bình thường rồi. Anh em cần khảo sát mà tới kèm theo cả tư vấn luôn, kèm theo cả giải đáp những cái ưu tư khách hàng về hệ thống, thì lúc đó người khách hàng họ sẽ có được niềm tin ở anh em. Và niềm tin ở khách hàng là điều quan trọng nhất, nó sẽ chiếm một khoảng rất là nhiều cho cái việc mà lắp đặt hệ thống sau này. Rồi thì nội dung của bài giảng thì tới đây thôi. Sau cái bài giảng này thì sẽ có thêm cái file này thì mình sẽ để trên group luôn. Nó sẽ có thêm một cái bảng gọi là bảng list các cái công việc cần làm khi khảo sát hệ thống. File đó sẽ được up lên trên Unit 1 luôn nhé anh em. Rồi thì nội dung bài giảng hôm nay tới đây là hết. Xin cảm ơn tất cả anh em đã theo dõi và tham gia vào thử thách này. Thì sau cái phần này bên Solar 4 giờ sẽ up lên một cái bài tập. Thì đó là dựa vào cái list những công việc cần làm khi khảo sát, anh em sẽ tiến hành thử khảo sát một cái ngôi nhà, là khách hàng cũng được hoặc là nhà anh em cũng được. Vì chúng ta nếu có đọc hàng trăm hàng ngàn những cái chỉ dẫn, nhưng nếu không bao giờ làm thì chắc chắn không bao giờ tiến bộ được, và chắc chắn là sẽ không thể hiểu được những nội dung mà anh em Solar 4 giờ truyền đạt. Mà cách tốt nhất để học tập đó chính là thực hành. Thì rất mong anh em sẽ cùng đồng hành Solar 4 giờ, anh em tiến hành thực hành trên thực tế, sau đó upload cái phần kết quả của mình lên, và chúng ta sẽ cùng nhau trao đổi, cùng nhau giúp đỡ để mỗi người chúng ta ngày càng tốt hơn. Và nhất là các bạn sinh viên thì bạn nên làm những cái bài tập này để nó là một cái hành trang cực kỳ quan trọng khi mà các bạn bước vào làm việc trong các công ty trong ngành điện mặt trời. Rồi, xin tận cảm ơn tất cả anh em rất nhiều. Hẹn gặp lại anh em trong những video tiếp theo ở thử thách 7 ngày thiết kế điện mặt trời hòa lưới. Xin chào và hẹn gặp lại.